Thưa quý khán giả, hôm qua là một ngày rất đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam. Một hiệp định mong chờ bấy lâu nay đã được thực thi và kỳ vọng sẽ tăng hơn 4 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu, mang lại nhiều sự đổi thay cho doanh nghiệp và cả nông dân. Hiệp định này tạo nên một khu vực kinh tế tự do khổng lồ, có phạm vi thị trường khoảng 500 triệu người dân. Nó rất quan trọng, nhưng mà nhiều người đã quên ngày trọng đại này. Đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Như vậy, Việt Nam là quốc gia thứ 7 thực thi hiệp định sau Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Dự báo hiệp định này sẽ giúp cho GDP Việt Nam tăng thêm 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, hơn 4 tỷ đô xuất khẩu, tăng tương ứng là 1,32% và 4,04% đến năm 2035. Với CPTPP, lần đầu tiên Việt Nam cam kết cắt giảm gần 100% dòng thuế, cam kết đối với hoạt động mua sắm công, cam kết đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, cam kết cho phép người lao động thành lập tổ chức của người lao động không nhất thiết trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cam kết về vấn đề môi trường, thương mại điện tử.